Vâng, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay lên sóng cho anh em một cái mẫu mic gọi là mic đa năng. Đấy, mic này thì nó rất là tiện dụng cho anh em sử dụng cho một là quán karaoke hát cho nhau nghe này. Hai là các bác có thể sử dụng cho di động du lịch này. Ba là các bác có thể thiết bị tức là lắp ghép cho bộ mic này cho một bộ dàn karaoke trên ô tô này. Bốn là các bác có thể là sử dụng cho dàn karaoke gia đình. Đó. Một bộ mic đa năng các bác có thể mang đi bất kỳ đâu và có thể là lắp ghép ngoài trời không cần với nguồn điện 220 chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Thì đây là bộ mic như thế nào và chúng em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nhé. Ở đây thì các bác có thể thấy rằng là đây là chúng ta có một bộ mic đến từ thương hiệu là JBL này, thương hiệu rất là nổi tiếng đúng không ạ? Có mã là PRX2200. Đấy, bên ngoài thì họ thể hiện rất là rõ là hai cái tai mic và cái đầu thu. Đấy, và đây thì em cũng đã bóc sẵn cho anh em rồi đây ạ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng nhé. Cái tờ giấy này nó sẽ hướng dẫn anh em sử dụng và kết nối. Đó, tuy nhiên thì không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng mà bộ loa mic này thì không cần phải đọc cái tờ giấy này chúng ta có thể sử dụng được nhé. Đầu tiên thì trong cái bộ này thì chúng ta sẽ có hai cái tai mic này, em đã tháo sẵn rồi, đã test rồi nha anh em nhé. Tai thứ nhất này và đây là tai thứ hai. Để trong một bộ nó sẽ có hai tai mic như thế này, và cái tai mic chính là cái bộ phận quan trọng nhất của một bộ mic đúng không ạ? Bộ mic bình thường thì nó sẽ có đầu thu, có tai mic. Thế nhưng mà trên một cái bộ mic thì cái tai mic nó rất là quan trọng. Đấy, hay dở nó sẽ là cái tai mic thôi nhá. Đấy, rồi đánh giá về cái tai mic này thì chúng ta sẽ thấy rằng là thiết kế của nó là thiết kế hình đuôi của nó đuôi chuột này. Đấy, đuôi chuột lợi thế của nó thế nào? Thường trên tất cả những cái mẫu mic thì ở cái đuôi của cái mic này, cái đuôi ở mic ấy, thì nó sẽ là cái anten thôi nhé. Đấy, và đây em sẽ lấy một cái mic này đi. Đây các bác thấy nhá, đây là một cái bộ mic thông thường nhưng mà cái cuối phần cuối này này, nó không phải là đuôi chuột nhưng mà phần cuối này nó sẽ là cái tai mic, đó sẽ là cái anten. Đấy, cho nên là khi mà các bác hát mà các bác cầm tai mic như thế này này, thì là nó sóng nó sẽ bị chập chờn đúng không ạ? Đấy, thì ở đây thì họ sẽ không bịt cho chúng ta cái chụp vuông bên ngoài nữa, chụp tròn bên ngoài nữa, mà nó để nộ luôn cả cái anten. Đây chính là cái anten của mic nhé. Đây chính là cái anten của mic này. Đấy, cái mic đuôi chuột thì là lợi thế của nó là cái sóng của nó rất là khỏe, không lo chập chờn. Thì đó là cái lợi thế của cái tai mic đuôi chuột. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp về cái thiết kế màu sơn. Thì các bác có thể thấy rằng là thiết kế màu sơn này nó rất là đẹp. Phải nói bộ mic này rất là đẹp nhé, kể cả các cái từ cái phông chữ này các bác nhìn này. Đấy, họ in chữ cực kỳ là chi tiết. Đây em sẽ zoom nhé, cái logo của nó nhé, cũng in chữ rất là chi tiết luôn. Đây các bác này, em sẽ quay lại đây. Đấy, các bác nhìn mắt thường nó sẽ rõ hơn, em zoom lên nhưng mà nhìn này nó vẫn chưa được nét. Đấy, do cái máy quay điện thoại nó vẫn chưa được tối ưu. Thế nhưng nhìn mắt thường cái chữ này, phông chữ nó không hề bị nhòe luôn, không hề bị nhòe nhé. Này, Winnet microphone này. Đó, thì bộ mic này họ làm cực kỳ là tỉ mỉ về cái yếu tố vẻ đẹp bên ngoài các bác nhé. Họ làm rất là chi tiết và tỉ mỉ luôn, hầu như là chúng ta soi bằng mắt thường là không thấy nỗi. Đấy, không thấy nỗi đâu. Rồi về cái chụp mic này các bác này, đấy em sẽ soi chi tiết từng mục một cho anh em nhé. Đấy, chụp mic đây ạ, họ làm đây các bác này, rất là đẹp đúng không? Đấy, rất là chuyên nghiệp và đẹp luôn ạ. Em sẽ tháo luôn cho anh em xem một chụp này. Đây các bác thấy không, rất là đẹp. Đấy, không tìm ra nỗi đục luôn nhá. Rồi tiếp theo về cái phần côn mic. Côn mic này chính là cái côn quan trọng nhất trong một cái bộ mic này. Đấy, yếu tố chất lượng hay không thì nó đều ở cái đầu côn này, nó thu trực tiếp cái âm thanh từ bên ngoài các bác nhá. Đấy, và côn này của nó là côn neo. Đấy, một trong dòng côn đang nổi nhá. Đấy, các bác nghe chắc là khá là nạ đúng không? Chúng ta thấy bát neo, tép neo, bây giờ là có cả côn mic neo nữa. Đó, thì đây chính là cái côn neo anh em nhé. Đấy, cho cái độ nhạy của mic và cái độ bền của mic rất là cao, rất là cao luôn các bác nhé. Này các bác thấy không? Đấy, em quay rất là chi tiết này, chúng ta không tìm được nỗi luôn ạ. Đấy, không tìm thấy sạn ở trên cái bộ mic này. Đó, rất là đẹp. Rồi đến cái lớp sơn, các bác đánh giá sao về lớp sơn? Tay mic của nó đều là tay kim loại hết nhé. Đấy, cái vỏ này bên ngoài của nó là vỏ kim loại các bác này. Đấy, vỏ kim loại này. Đấy, bỏ kim loại nhé, coi nhìn này. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Với bộ mic này hiện tại thì lại có cái mức giá rất là rẻ nữa các bác. Mức giá của nó rất là rẻ. Hiện tại bộ mic này giá chỉ có 950.000 một bộ bao ship cho anh em. Đấy, đây là tai mic. Rồi đây đầu thu đây ạ. Đây chính là đầu thu nhé.
Đầu thu này khi mà chúng ta kết nối tới vang hay là âm ni mixer thì chúng ta đều phải bật nó lên thế này, đèn nháy sáng này là ok. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có lỗ này là lỗ sạc nhé, DC 5V này. Thì trong cái bộ mic này thì nó sẽ cho chúng ta cái dây sạc luôn ạ, dây sạc này, dây sạc Type-C. Đấy, nếu như có hư hay là có bị rơi mất đi chăng nữa thì bác rất là dễ mua ra, bất kỳ con điện thoại nào đều mua được cái dây sạc này, dây Type-C nhé. Đó, một bộ mic rất rẻ mà trong khi đó là cái chất lượng của nó cực kỳ là tốt. Đấy, giá thành thì rất là ok rồi đúng không ạ? Đó, đầu thu RIBN VRX 2200. Đó, giá hiện tại đang bán là 950 bao ship cho anh em. Đây, vỏ ngoài bên nào, ngoài của nó đây. Đấy, và ngoài việc bao ship thì chúng em sẽ bao test nhé. Bao test ở đây là gì? Các bác mua các bác không cần phải đặt cọc là thứ nhất này. Thứ hai là anh em được test trực tiếp các bác lắp lên dàn karaoke nhà các bác. Đấy, các bác lắp ở bất kỳ đâu, các bác test thử cái bộ mic này để chất âm như thế nào. Đấy, ưng ý thì các bác phải thanh toán, không ưng ý giả lại em, để cam kết với anh em luôn. Đấy, là cái bộ mic này nó rất là chất lượng. Chính vì vậy nên chúng em dám chơi, dám chơi lớn với các bác luôn, là không cần phải cọc, nhận hàng được test ok thanh toán, không ok giả lại. Được chưa ạ? Đấy, rất là rẻ thôi mà chất lượng nó cho ra rất là tuyệt vời. Đấy, anh em nhu cầu mua sắm thì nên lại trực tiếp với Tuyên Vũ để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.